Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh những sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc. Trong thời đại mới, lực lượng công an nhân dân đã viết tiếp trang sử vẻ vang của mình bằng những chiến công trói lọi, bằng sự phấn đấu hy sinh của các lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ. Trong đó đã nắm chắc tình hình, hàng năm có hàng nghìn báo cáo tham mưu chiến lược chủ động đề xuất với đảng, nhà nước, nhiều chủ trương giải pháp thúc đẩy tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc, giảm thiểu nguy cơ, thách thức đối với xây dựng, bảo vệ biên giới, lãnh thổ, không gian mạng, không gian mới, bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động nhằm thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián, thu thập bí mật nhà nước, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, dẫn đến tự tàn giã, sụp đổ từ bên trong. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, và là mốc son trói lọi vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những trang sử hào hùng cách mạng tháng 8 mãi là bài học quý báu cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân đất tổ về tầm nhìn, động lực và phát huy phát triển toàn diện phú thọ hiện nay. Tiếp bước con đường của cách mạng tháng 8 trước yêu cầu phát triển đất nước và trước những thời cơ và nguy cơ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ xác định công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đi đôi với giữ vững hệ giá trị truyền thống của đất và người đất tổ thực hiện quy hoạch các ngành các lĩnh vực gắn với thúc đẩy liên kết vùng địa phương tạo ra chuỗi giá trị công cuộc phát triển là phải có tầm nhìn có chiến lược có quy hoạch có kế hoạch do đó đánh giá chính xác hiện trạng toàn diện về mọi mặt của tỉnh nhà đảm bảo đúng chủ trương chính sách có tính khoa học có tính khả thi phù hợp với điều kiện của phú thọ để thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển thành công Lãi suất huy động dù tăng trở lại nhưng vẫn ở mặt bằng thấp, nhưng dòng tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào ngân hàng. Báo Tiền Phong đặt câu hỏi tiền chảy vào đâu khi lãi suất tiết kiệm tăng chậm. Mặt bằng lãi suất tiết kiệm liên tục tăng từ đầu tháng 4 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện lãi suất huy động ở một vài ngân hàng đã vượt mốc 6% một năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên. Với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng giao động từ 4 đến 5% một năm, dưới 6 tháng từ 2 đến 4% một năm, lãi suất tiết kiệm tăng trở lại, giúp lượng tiền gửi vào các ngân hàng tiếp tục ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước cho biết tiền gửi trong ngân hàng hiện đạt khoảng từ 15 triệu tỷ đồng. Mới đây nhất, số liệu đưa ra từ Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của người dân và tổ chức kinh tế đến tháng 6 ước đạt 13,575 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2023. Bên cạnh đó, hoạt động can thiệp của ngân hàng nhà nước thông qua các công cụ tín phiếu, bán ngoại tệ, giảm áp lực lên tỷ giá cũng ảnh hưởng tới thanh khoản tiền đồng của các ngân hàng và đẩy lại suất tăng. Mùa Vu Lan đến mỗi năm lại như chạm vào miền sâu thẳm ký ức. Từ lâu người dân đã gọi mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, với bóng dáng vững chãi của cha và lung linh dịu hiền nụ cười của mẹ, báo đại đoàn kết đăng bài, một mùa Vu Lan ấm áp Dẫu biết báo hiếu cha mẹ không cần chờ đợi, mỗi năm mới thực hiện một lần duy nhất, nhưng vào mùa Vu Lan thì điều đó càng nhắc nhở chúng ta về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, công ơn của cha mẹ là điều thiêng liêng nhất trên đời này mà ai trong mỗi chúng ta cũng phải khắc ghi. Cuộc sống nhiều ngổn ngang, gấp gáp thì có lẽ mùa Vu Lan báo hiếu nhắc chúng ta cần sống chậm lại để suy ngẫm về cha mẹ. Từ đó biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, vì không tình cảm nào sánh bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Trong cuộc đời, mỗi con người thời gian bên cha mẹ là hữu hạn, vì thế lại càng phải trân trọng từng phút giây và quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, vì thế lại càng phải trân trọng từng phút giây và quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể. Cha mẹ suốt đời lặng lẽ dõi theo mỗi bước đi của con cái. Cha mẹ không đòi hỏi gì ở con cái mà chỉ mong chúng hạnh phúc. Hãy biết rằng cha mẹ chỉ cần ở chúng ta tình yêu thương thôi. Đến 17 giờ ngày hôm qua 17 tháng 8, quy trình lọc ảo xét tuyển đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc. Hiện các trường đại học đang tiến hành công bố kết quả trúng tuyển cho các thí sinh. Vậy thí sinh trúng tuyển cần phải lưu ý gì để chính thức trở thành sinh viên đại học? Thông tin đăng trên báo Giáo dục và Thời đại. Các thí sinh lưu ý sau khi các trường công bố kết quả trúng tuyển, các thí sinh cần theo dõi trên các kênh thông tin để biết được kết quả của mình. Ở đợt một xét tuyển thông thường, các trường đại học có thể tuyển đủ chỉ tiêu, chính vì vậy các thí sinh phải xác nhận trên hệ thống và đến trường làm các thủ tục nhập học. Sau khi nhận kết quả, lời khuyên là nếu các em đã thực sự quan tâm, trúng tuyển đúng nguyện vọng của ngành, trường đăng ký thì nên theo dõi các kênh chính thống của trường đó, cập nhật kịp thời thông tin khi được công bố danh sách. Các chuyên gia giáo dục cũng đưa ra lời khuyên, các trường đại học tùy theo từng năm có nhiều trường những năm gần đây chỉ lấy thí sinh ở đợt 1. Nếu trong trường hợp các thí sinh đã trúng tuyển đợt 1 ngành gần như mong muốn, ra trường có thể làm đúng công việc mình yêu thích thì nên xác nhận nhập học. Ở các đợt bổ sung tiếp theo chỉ tiêu trên thực tế ở các trường không nhiều, mức điểm có thể cao hơn đợt 1. Trong các hội nhóm trao đổi mua bán vé máy bay, nhiều đối tượng giao bán vé máy bay với giá rẻ bất ngờ, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt tiền. Báo công an cảnh báo chiêu lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lợi dụng tâm lý ham rẻ, một số đối tượng tạo lập các tài khoản Facebook ảo, đăng tải các bài viết giao bán vé máy bay, đặt phòng giá rẻ trong các hội nhóm. Sau khi có nhiều người liên hệ hỏi mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, sau đó chiếm đoạt nhiều người dân đã bị lừa đảo hàng chục triệu đồng. Các đối tượng thường giả mạo là công ty du lịch nổi tiếng đính kèm trong bài viết, số điện thoại dễ nhớ và tên tài khoản ngân hàng uy tín. Nội dung bài đăng thường là quảng cáo về các chương trình khuyến mãi vô chờ với giá ưu đãi. Sau khi nạn nhân hoàn tất chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng gửi mã cốt vé, cốt đặt phòng cho khách hàng. Kẻ xấu đã khiến nhiều người sập bẫy khi không thể ngờ rằng chúng không hề thanh toán tiền trên hệ thống mà chỉ lợi dụng tính năng hỗ trợ đặt vé, đặt phòng của một số khách hàng hay hãng máy bay cho phép khách hàng đặt lấy mã trước và thanh toán chậm trong vòng từ 12 đến 24 giờ. Chỉ khi khách hàng đến sân bay hay địa điểm du lịch mới biết mình đã bị lừa. Báo VTV thông tin công an Thanh Hóa vừa phá đường dây sản xuất thuốc giả, thu hàng nghìn hộp thuốc kháng sinh giả, hàng tấn phụ gia dùng sản xuất thuốc giả. Sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả, thu giữ hàng tấn phụ gia, tá phẩm và hàng nghìn hộp thuốc giả quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 7 đối tượng. Kết quả điều tra cho thấy lợi dụng thói quen của người dân là tự kê đơn mua các loại thuốc chữa bệnh và sơ hở trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm tại các quầy thuốc, nhà thuốc. Nguyễn Văn Hưng là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập công ty trách hoạn dịch vụ y tế tích hợp đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc tân dược giả. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh chữa bệnh theo quy định tại khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay 18 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, có nơi mưa to đến rất to cục bộ có nơi mưa trên 50mm, tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp 1. Tuần tới Bắc Bộ sẽ có mưa rông nhiều trở lại, nhất là về chiều tối và đêm, 4 ngày đầu tuần là giai đoạn mưa cao điểm, cảnh báo có nơi mưa trên 100 mm mỗi ngày, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và lũ quét sạt lở tại vùng núi. Thông tin vừa rồi đã khép lại mục báo chí trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.